Xin chào mọi người, hôm nay Ngọc Kiểm Shop sẽ giới thiệu với mọi người bộ sản phẩm đũa Nhật Bản thương hiệu của Shikikai. Bộ sản phẩm này gồm 5 đĩa, 5 đôi với chiều dài là 24,3 cm và chịu được nhiệt độ 260 độ C xuống đến âm 10 độ C. Đũa thì được đạt tiêu chuẩn về của Hiệp hội Công nghiệp Nhật Bản. Lúc nào mình có thể hiểu đó là an toàn thực phẩm, đũa kháng khuẩn. Sau đây em sẽ vào chi tiết. Vỏ thiết kế rất là đẹp, đúng chất Nhật Bản hoa anh đào. Đây là mặt sau, đầy đủ các thông tin và những chú thích lưu ý. Một bộ thì gồm 5 đôi. Chiều dài của đũa là 24,3 cm, được thiết kế các đường nổ lõm để tạo cảm giác cầm nó không bị trơn trượt. Phía cuối của đũa thì được làm sần để khi mình sử dụng gắp thức ăn không bị trơn trượt. Đầu thì có biểu tượng hoa anh đào bốn cánh rất là đẹp, đũa cầm rất là chắc chắn, đầm tay mọi người nhé. Và đặc biệt thì nguyên liệu để sản xuất ra đũa này là sự kết hợp của sợi thủy tinh và nhựa cao cấp. Ngoài ra thì được phía ngoài thì được phủ một lớp la lô bạc và có tính chất là kháng khuẩn, kháng vi trùng. Với công nghệ la lô bạc này thì đũa có thể tiêu diệt được khoảng tầm 560 vi khuẩn và 260 vi trùng, rất an toàn, không cong vênh, chịu nhiệt, không thấm nước, không lấm mốc, an toàn thực phẩm với người sử dụng, cực kỳ đẹp luôn. Giá bên em đang bán là 100.000 chưa bao gồm phí ship, một bộ gồm 5 đôi. Ok, xin chào mọi người ở các video tiếp theo.